Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay Python School xin phép review một mẫu xe đã sử dụng là tay đề lắc với phân khúc giá là chưa đến 6 triệu. Hiện tại thì mẫu xe này đang được bày bán sẵn tại các cơ sở của Python School. Anh chị và các bạn có thể là đến trực tiếp để xem về mẫu xe này. Ngoài ra anh chị có thể liên hệ qua số hotline bên em là 0919008533 để được đặt hàng nhé. Hãy cùng em xem mẫu xe này tên gì và mức giá là bao nhiêu nhé. Hôm nay em xin phép giới thiệu cho anh chị và các bạn mẫu Kali Top 2D sử dụng là khung hợp kim nhôm, trọng lượng vô cùng nhẹ. Ngoài ra thì xe đã sử dụng là sơn tĩnh điện 3 lớp giúp bảo vệ xe chống xói mòn theo thời gian. Với mẫu Kali Top 2D này thì chúng ta có thể thấy là phần khung có ngoại hình khá là khỏe khoắn. Ngoài ra thì là khung sẽ sử dụng là khung hợp kim nhôm, thế nên là sẽ vắt gọn vào giúp xe là thanh thoát hơn. Về phần ghi đông thì chúng ta có thể thấy là sẽ sử dụng là ghi đông dạng cong, đã kết hợp tay đề lắc của hãng Relax. Tay đề lắc này thì các bạn và anh chị có thể là sử dụng một cách tiện lợi, giúp chúng ta có thể là đổi số, chuyển số và chuyển địa hình một cách thoải mái và linh động hơn. Ngoài ra thì phần tay đề lắc này cũng sẽ kết hợp cả phanh, giúp anh chị và các bạn có thể là sử dụng một cách an toàn khi đang trên đường. Vành của mẫu Kali Top 2D này thì sẽ sử dụng là vành nhôm 2 lớp. Phần vành thì khá là dày, giúp chịu tải và chịu lực tốt hơn. Ngoài ra thì xe sẽ sử dụng là lốp trơn không vân gai của CT. Đây là dòng lốp chuyên dụng dành cho các dòng xe đua, giúp giảm ma sát với lại mặt đường để xe đạt được tốc độ nhanh hơn. Về đùi đĩa thì xe sẽ sử dụng là đùi đĩa 2 tầng và đây là đùi đĩa nhôm của hãng Kali, giúp giảm tải trọng lượng của đùi đĩa và giảm tải trọng lượng tổng của xe. Ngoài ra thì đùi đĩa 2 tầng giúp các bạn có thể là thay đổi địa hình một cách linh hoạt hơn. Về phần lip sau thì xe sẽ sử dụng là lip 7 tầng của Shimano, giúp các bạn và anh chị có thể là thay đổi linh hoạt này. Ngoài ra thì sẽ có chế độ đạp nhẹ, đạp nặng, lên dốc và đi đường phẳng ở linh hoạt ở trên cái phần lip này nhé. Với mẫu Kali Top 2D này thì sẽ phù hợp với chiều cao là từ 1m55 đến 1m80. Thế nên là cái giải chiều cao này đa phần là anh chị cũng như là các bạn học sinh, sinh viên có thể là đi một cách thoải mái nhé. Về phần tư thế ngồi thì mình thấy là với mẫu Kali Top 2D này có tư thế ngồi vô cùng thoải mái. Với chiều cao 1m7 như mình thì khi ngồi lên xe chúng ta sẽ không bị quá là thấp so với xe. Ngoài ra thì là tư thế cầm nắm cũng vô cùng thoải mái. Các bạn có thể là tự do thay đổi tư thế cầm nắm để thay đổi trên các cung đường địa hình. Hiện tại thì mẫu Kali Top 2D đang được rất nhiều bạn trẻ cũng như là một số anh chị đam mê thể thao ưa chuộng. Hiện tại thì xe đang được bày bán sẵn tại các cơ sở của Python School. Anh chị và các bạn có thể đến trực tiếp các cơ sở của Python School để trải nghiệm về mẫu xe này nhé. Với anh chị và các bạn ở ngoài khu Hà Nội hoặc ngoài xa ngoài cửa hàng bên em thì có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline bên em là 0919008533 để được bên em tư vấn cũng như là chọn size xe và màu sắc xe phù hợp. Hiện tại thì với mẫu Kali Top 2D này, bên Python School đang có chương trình là free ship toàn quốc. Thế nên là anh chị và các bạn đừng lo, đừng ngần ngại gì. Hãy gọi ngay số hotline bên em là 0919008533 để được tư vấn xe và cũng như là đặt xe nhé. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho em xin một like, một subscribe. Và bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến mẫu xe này thì anh chị có thể đặt phía bên dưới để Python School có thể giải đáp mọi thắc mắc của anh chị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.